là dự án trọng điểm hội tụ nhiều lợi thế vượt trội với mức đầu tư khủng, giữ Phượng Hành hiển nhiên trở thành tác phẩm được đông đảo khán giả mong chờ ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, sức hút từ cặp đôi sở kiều truyện là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng là một trong những điểm đặc biệt khiến khán giả càng thêm kỳ vọng vào dự án này. Theo thông báo chính thức từ Weibo của đoàn làm phim, Giữ Phượng Hành sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 18 tháng 3 trên nền tảng Tencent Video, Đài Hồ Nam và Mango TV. Bên cạnh đó, bộ phim cũng sẽ chiếu song song tại khu vực Bắc Mỹ, Malaysia và tại Việt Nam trên kênh K+. Giữ Phượng Hành có thể xem là một hiện tượng trong giới phim huyền huyễn tiên hiệp Trung Quốc khi vẫn chưa phát sóng nhưng đã tạo nên cơn sốt ở nhiều quốc gia. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim phân tích nguyên nhân vì sao Giữ Phượng Hành lại được mong chờ nhiều đến vậy nhé! Nguyên tắc tâm đắc nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Một trong những lý do đầu tiên giúp Giữ Phượng Hành nhận được sự yêu mến và kỳ vọng cao đến vậy là nhờ vào nguyên tắc Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ truyện Bổn Vương ở đây không chỉ là tác phẩm tâm đắc nhất của Cửu Lộ Phi Hương mà còn được đánh giá là bộ truyện được viết chắc tay và có chiều sâu nhất của tác giả này. Chính vì thế, ngay cả khi Giữ Phượng Hành không sở hữu nội dung quá mới lạ, nhưng rõ ràng phim vẫn tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với khán giả ngay cả khi chưa lên sóng. Ngoài ra, sự thành công bùng nổ của tác phẩm truyền thể trước đó của Cửu Lộ Phi Hương là Thương Lan Quyết cũng khiến công chúng càng thêm tin tưởng rằng Giữ Phượng Hành có thể tạo nên thành công tương tự. Giữ Phượng Hành kể về chuyện tình trắc trở của nữ ma vương Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh đóng và thần quân Hành Chỉ do Lâm Canh Tân đóng. Thẩm Ly vốn là Bích Thương Vương của ma giới, dù mang thân phận cao quý nhưng nàng cũng không tránh khỏi việc bị sắp đặt cho một cuộc hôn nhân không mong muốn với thái tử tiên tộc, nhằm mục đích duy trì sự bình yên của tam giới. Nhưng vì không muốn thuận theo cuộc hôn nhân sắp đặt mà Thẩm Ly đã bỏ trốn xuống nhân gian, nhưng trên đường bỏ trốn, Thẩm Ly bị đánh về nguyên hình Phượng Hoàng, còn bị người phàm nhìn nhầm thành gà trụi lông và nhốt vào lồng rồi đem bán ngoài chợ. Tình cờ chàng thư sinh nghèo Hành Vân đi qua nhìn thấy, dù biết thân phận của Thẩm Ly là yêu nhưng Hành Vân vẫn nhặt nàng đem về nuôi, còn tỉ mẩn chăm sóc trị thương cho nàng, thế là đoạn tình duyên giữa họ cũng vì thế mà bắt đầu. Thực tế, Hành Vân chính là vị thần thượng cổ cuối cùng của tam giới là Hành Chỉ Thần Quân, trong lúc nhàm chán quá nên lựa chọn hóa kiếp xuống trần dạo chơi. Lần gặp gỡ này đã khiến cho cuộc đời của Thẩm Ly và Hành Chỉ thay đổi hoàn toàn. Khoảng thời gian sống ẩn cư cùng với Hành Chỉ là khoảng thời gian yên bình hạnh phúc nhất với Thẩm Ly và cũng là những tháng ngày đầy màu sắc nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo dài dằng dẳng của Hành Chỉ. Chỉ có điều đến cuối cùng, Thẩm Ly vẫn phải quay trở về ma giới để tiếp tục trọng trách của mình, còn Hành Chỉ cũng không thể làm Hành Vân muôn đời muôn kiếp được. Họ yêu nhau, nhưng những gánh nặng và trách nhiệm lại khiến hai người không thể lựa chọn điều mình muốn. Chớ trêu thay lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly lại phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa hai nhân vật mới thực sự bắt đầu. Giữ Phượng Hành chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc từ vui vẻ, hạnh phúc cho đến những trăn trở cùng sự đau thương. Câu chuyện tình yêu trong Giữ Phượng Hành không hẳn là kiểu ngược luyến tàn tâm từ kiếp này sang kiếp khác như nhiều bộ tiên hiệp khác. Nhưng quá trình đến được với nhau của Thẩm Ly và Hành Chỉ cũng không hề dễ dàng chút nào mà luôn luôn bị ngăn cản bởi những thứ gọi là thân phận, là trách nhiệm và sự day dứt. Viết tiếp câu chuyện giang dở trong sở kiều truyện. Khi biết tin Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp trong dự án Giữ Phượng Hành, nhiều khán giả đã tỏ ra rất hào hứng. Trước đó, cặp đôi này từng nên duyên trong sở kiều truyện nhưng vì đoạn kết lấp lửng, đã gần 7 năm trôi qua cũng chưa thấy phần 2 xuất hiện nên lần hợp tác mới này khiến mọt phim rất hào hứng. Đối với nhiều người, thì Giữ Phượng Hành sẽ như một câu chuyện với cái kết rõ ràng hơn dành cho sở kiều Vũ Văn Nguyệt, cũng như mở ra một mối lương duyên trọn vẹn hơn cho cả hai nhân vật ở một bối cảnh khác. Bên cạnh đó, Giữ Phượng Hành là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của cả Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ở dòng phim tiên hiệp. Kể từ Thanh Vân Chí thì mãi gần 8 năm sau, Triệu Lệ Dĩnh mới quay lại với dòng phim tiên hiệp nên ai nấy cũng hứng thú chờ đợi. Còn đối với Lâm Canh Tân thì Giữ Phượng Hành lại là lần quay về với phim cổ trang sau 5 năm vắng bóng và ít xuất hiện trên màn ảnh. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều được đánh giá là những gương mặt vô cùng có sức hút đặc biệt ở dòng phim cổ trang. Khả năng diễn xuất của cả hai so với thời đóng sở kiều truyện thì cũng có nhiều sự tiến bộ đáng kể. Trong một bài phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh có chia sẻ cô đã chuẩn bị rất cẩn thận để quay Giữ Phượng Hành, vì thế lần trở lại này của nữ diễn viên chắc chắn sẽ không khiến khán giả phải thất vọng. Dự án được đầu tư trọng điểm, ekip phim chất lượng. Theo các nguồn tin được tiết lộ thì vốn đầu tư cho dự án Giữ Phượng Hành lên đến con số 400 triệu nhân dân tệ. Từ những hình ảnh hậu trường cùng với trailer, có thể thấy đoàn phim đã chi không ít tiền cho bối cảnh, tạo hình cùng hiệu ứng hình ảnh của phim. Từ trang phục lộng lẫy đến phụ kiện tinh xảo, mọi chi tiết đều được thiết kế và lựa chọn cẩn thận.
giúp khán giả đắm chìm hơn vào cốt truyện và cảm nhận vẻ đẹp cũng như sự huyền bí của thế giới cổ đại của các vị thần. Cùng với việc là dự án được đầu tư trọng điểm, Dữ Phượng Hành còn sở hữu một ekip sản xuất chất lượng. Khi có tác giả Cửu Lộ Phi Hương đích thân làm biên kịch cho Dữ Phượng Hành, điều này cũng khiến fan nguyên tác cảm thấy yên tâm hơn khi được mẹ đẻ chăm chút kịch bản. Bên cạnh đó, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh còn kiêm nhiệm thêm cả vai trò giám chế phim, cho thấy nữ diễn viên đã đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án Dữ Phượng Hành. Ngoài ra, Dữ Phượng Hành còn được đạo diễn bởi Đặng Khoa, người đã từng mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm xuất sắc bằng góc nhìn và kỹ thuật quay phim độc đáo của mình. Chẳng hạn như bộ phim Ở Rể, Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân, Cô Gái Ngoài Hành Tinh Xài Tiểu Thất hay gần đây có phim Khom Lưng. Qua những bộ phim của mình, đạo diễn Đặng Khoa đã thể hiện bản thân là người có khả năng nắm bắt rất tốt chủ đề của phim cổ trang, có thể làm nổi bật những nội dung đặc sắc của tác phẩm gốc, đồng thời sử dụng kỹ thuật quay dựng phim của mình để làm cho cốt truyện trở nên sinh động và thú vị hơn. Thêm vào đó, việc có sự tham gia của nhà sản xuất Lý Tiểu Tiêu và Tào Hoa X cũng góp phần tăng thêm sự tin tưởng của khán giả đối với chất lượng của Dữ Phượng Hành, bởi đây là những người đã đảm nhận vai trò sản xuất cho Khánh Dư Niên, Nửa Đời Trước Của Tôi hay Bạch Lộc Nguyên. Phim cổ trang huyền huyễn cuối cùng của Triệu Lệ Dĩnh. Dữ Phượng Hành là bộ phim đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh tham gia vào với vai trò giám chế, nhưng đây cũng có thể là bộ phim cổ trang huyền huyễn cuối cùng mà Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Bởi lẽ, nhìn vào định hướng phát triển sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm gần đây, có thể dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên đã có nhiều sự chuyển hình. Cô tập trung chủ yếu vào dòng phim chính kịch hiện đại nhiều hơn với các tác phẩm như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Ai Là Hung Thủ, Gió Thổi Bán Hạ. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng bắt đầu tấn công vào thị trường phim điện ảnh với vai diễn người phụ nữ câm đầy ấn tượng trong phim Điều Ước Thứ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, vừa công chiếu vào dịp Tết vừa qua, và còn có vai diễn trong phim điện ảnh Tương Viên Lộng sẽ được công chiếu trong thời gian tới của đạo diễn Trần Khả Tân. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh cũng dành nhiều thời gian hơn cho vai trò nhà sản xuất. Khi nữ diễn viên đã tiếp tục đầu tư và đảm nhận vai trò giám chế cho bộ phim Tiêu Dao của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo vừa khai máy gần đây. Mặt khác, nếu xem xét trên phương diện tuổi tác, thì Triệu Lệ Dĩnh cũng như các tiểu hoa thế hệ 85 đều đã ngấp nghé tuổi 40, đã qua tuổi để đóng vai thiếu nữ tuổi đôi mươi theo như cốt truyện của đa phần các bộ phim huyền huyễn. Nên có lẽ năm 2024 này là lần cuối cùng mà khán giả có thể nhìn thấy họ xuất hiện trong các dự án truyền hình đề tài cổ trang huyền huyễn như Dữ Phượng Hành hay hai phần Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Lưu Thi Thi. Phim huyền huyễn Tiên Hiệp Hoa Ngữ kể từ sau sự bùng nổ của tác phẩm Thương Lan Quyết năm 2022 gần như đã tạo nên một tiền đề mới, một tiêu chuẩn thẩm mỹ hoàn toàn mới cho dòng phim này. Đây cũng là một thử thách đối với dự án lớn như Dữ Phượng Hành. Sở hữu nhiều lợi thế thành công bao gồm nội dung kịch bản hay, dàn diễn viên diễn xuất tốt và mức độ đầu tư khủng, hy vọng rằng khi trình làng Dữ Phượng Hành sẽ không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Còn bạn thì sao? Bạn có mong chờ vào Dữ Phượng Hành hay không? Hãy để lại bình luận để chia sẻ với chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!